Cái thời như vậy là rất là trầm trọng của Covid, cho nên là cái việc sinh nhật là phải hoãn lại. Mở đầu chương trình thì Hồng Lái xin gửi tới cả nhà yêu một bài hát. Chọn mặt ta gửi vàng theo làn điệu Điện Nam Cung. Cờ bay trong gió trang hòa, mừng ngày bầu cử hát ca rộn ràng. Nông thôn thành thị xôn xao, trẻ già trai gái hân hoan đi bầu. Cầm phiếu đi màu lòng lòng sao xuyến, biến mi bao trong gió lao sao. Niềm vui sao rực cuốn đi theo dâng trào. Chào cả nhà yêu, xin chào Trần Ngọc nhé. Chào Tuấn Chuốt. Trịnh Xuân Đài xin chào anh. Xuân Vương xin chào bạn. Trần Văn Hy xin chào anh. Chọn người có tâm, có đức, có tài, giỏi giang sức khỏe miệt mài, tinh thần nhiệt huyết đẹp tươi. Xin cảm ơn cả nhà yêu rất rất nhiều.
nhau một tổ khúc dân ca. Ngô Phúc xin chào, Hương Trần xin chào, Trịnh Xuân Đài xin chào, Lý Nguyễn xin chào. Hôm nay mình chào được hết mọi người. Đại Nghĩa xin chào. Mọi hôm mà ngồi xa không nhìn thấy mọi người yêu ạ. Châu này, châu tinh.
nhỉ. Nguyễn Hằng xin chào em. Minh Thoa xin chào ạ. Bánh Nguyễn xin chào. Lý Nguyễn xin chào ạ. Mình mở điều hòa cho nên là nghe nó hơi rè rè một chút, cả nhà thông cảm nhé. Mình gửi tới cả nhà yêu một bài hát, bài ca đất nước dân người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn cả nhiều rất nhiều. Mọi người đang ngồi trước màn hình để cổ vũ cho Hồng Lại có động lực để Phan Thị Tiến xin chào nhé. Hà Nguyễn, Tô Thanh Hải xin chào anh. Hải Trần xin chào Phó Chủ tịch. Để Hồng Lại có động lực để hát lên những cái bài ca về đất nước, về Bác Hồ, về ca ngợi quê hương, tình yêu đôi lứa, xin chào Hà Quảng nhé. Tô Thanh Hải, mình trước thì mình ngồi Hạnh Miễn xin chào em, ngồi xa màn hình cho nên là không chào từng người được một, cho nên là hôm nay là Hồng Lại quyết định là ngồi gần để nhìn được mọi người, để chào mọi người cho nó được tình cảm và đoàn kết hơn, và cũng nói với cả nhà thông cảm rằng là trong những cái buổi mà các ca sĩ livestream buổi tối thì nói thật là Hồng Lại cũng không chào từng người được một, mà Hồng Lại chỉ chào chung thôi. Hồng Lại cũng vào theo dõi từ đầu đến cuối chứ chưa một ca sĩ nào là Hồng Lại không vào đâu ạ. Hoàng Hải xin chào, Khánh Nguyễn xin chào. Hồng Lại vào để theo dõi từ đầu đến cuối và cũng là để cổ vũ và động viên cho ca sĩ lên sóng. Thì cũng không chào mọi người được mà cũng chỉ chào chung thôi ạ. Chào cả nhà yêu hoặc là chào 18 tình yêu, chào 19 tình yêu hay là 20 tình yêu thôi ạ. Chứ mong cả nhà thông cảm. Phạm Thị Sinh em chào chị nhé. Chứ không chào mọi người được thì mong mọi người cũng hết sức thông cảm và tối đến thì cũng cố gắng vào để động viên cho các ca sĩ để các ca sĩ lên sóng có động lực để hát và để đam mê hết mình. Cháu xin chào chú Ngô Cần ạ. Xin chào Hạnh Nguyễn. Để cháy hết mình bởi vì bây giờ trong câu lạc bộ này thì Hồng Lái và cùng các ban quản trị thành lập lên là chỉ để cho mọi người đam mê thôi ạ. Vâng, có đam mê thì mới vào hát và có hát thì phải đam mê. Thế và cũng trong điện thoại của Hồng Lái là Hồng Lái đã như vậy là lưu lại được gần 100 tấm hình của các gương mặt thân quen trong cả nhà yêu mình, gần 100 tấm ảnh mà Hồng Lái đã sưu tầm để mấy hôm nữa là Hồng Lái sẽ nhờ một ca sĩ trong câu lạc bộ và cũng là một nghệ nhân làm video rất là giỏi. Anh sẽ làm một cái video để chúc mừng sinh nhật thay cho những cái cuộc gặp mặt trực tiếp. Thì Hồng Lái đã giữ ở trong tay mình, ở trong màn hình của Hồng Lái là gần 100 tấm ảnh. Mình đưa hết cả các quản trị viên, rồi các ca sĩ đã tham gia câu lạc bộ từ đầu đến giờ. Gần đến 25 này là một năm tròn. Những ca sĩ nào vào hát một lần, rồi tản mạng đi chỗ khác, hoặc là có những công việc gì đó mà ngắt quãng, không vào được, thì Hồng Lái cũng vẫn đưa gương mặt đó lên. Để làm sao ạ? Để tạo cái sự đoàn kết trong câu lạc bộ. Và câu lạc bộ vẫn mở cái hướng giang rộng vòng tay để đón tất các anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ đã đam mê đến câu lạc bộ nghệ thuật chèo. Thì dù rằng lúc nào các anh các chị trở về, câu lạc bộ cũng vẫn giang tay đón nhận và cũng để đăng ký các ca sĩ được lên sóng thường xuyên trong hàng đêm để chúng ta thỏa mãn niềm đam mê của mình. Và trong các cái gương mặt đó thì rất nhiều các gương mặt thì lại không bao giờ hát, nhưng mà lại là cổ vũ rất là nhiệt tình và cháy bỏng. Đó là chị Mận Phạm và đó là cháu Dương Anh, rất là đam mê đến tột cùng. Bởi vì là từ một năm nay Hồng Lái để ý không có một đêm nào là hai người đó không có ở trong câu lạc bộ của mình. Cho nên là các bạn cả nhà yêu hãy trân trọng, trân quý cái điều đó và hãy hát hết mình để phục vụ cho khán giả nói chung và các gương mặt rất là nhiệt tình đó nói riêng. Hồng Lái nói thật là nếu mà đôi khi mà tất cả nhà yêu mà bận mà không vào cổ vũ được, chỉ có mỗi một mình chị Mận Phạm thì Hồng Lái cũng sẽ ngồi hát cả một chương trình để cho chị Mận Phạm nghe. Thực lòng là như thế ạ. Rất là trân trọng. Vâng. Cho nên là mong cả nhà yêu hết sức là thông cảm và trân quý những cái điều đó.
Bây giờ mình xin hát một làn điệu chèo cổ. Mình hát làn điệu chèo cổ là điệu dậm chân là Huế. Mình hát một làn điệu chèo cổ nữa. Là điệu Sử Vàng. Trần Thị Lưỡng xin chào em nha. Nguyễn Long Lưu em xin chào anh. Lá tiền gối của cô về đọc bộ nghệ thuật chèo. Hát nhiều cái làn điệu chèo cổ và mọi người nếu mà thấy còn chỗ nào sai sót thì góp ý cho Hồng Đái để lần sau Hồng Đái hát được tốt hơn nhé. Xin chào Hương Nguyễn nha. Nay đã về tới quan Minh Hương, quan mắt mẹ tái vào tàng chu. Phong cảnh thật hữu tình kỳ thú. Kia thuyền ai lo lưng bên sông,
vòng tay nghe tiếng sáo mục đồng, đàn cò trắng thứ tha trên đồng xanh bát ngát, hương mong mong sông đâu đây ngao ngạt, phải đôi ta là phước chốn nào nguyên mi cảnh ngắt tiếng thiếu chưa còn khách coi duyên ni ngắm cảnh nghỉ đẹp nhỏ. Vâng. Hoàng Hải.
Phạm Lệ Hà xin chào. Kim Tiến, Mũi Thuế xin chào. Phạm Thị Sinh em chào chị. Kim Tiến, Học Nguyễn, Nguyễn Minh Thiết xin chào em. Tô Thịnh Hải hát chay bút đi. Em chào bác Lại Thế Thắng nha. Kim Tiến Lại Thế Thắng là Thế Thắng Lai đi nhá. Trần Nga xin chào em. Nguyễn Khắc Lánh chào anh. Hôm nay phải ngồi chào cả nhà một chút. Phạm Lệ Hà xin chào cả nhà một chút, chứ lâu lắm mà không được chào mọi người, không được gọi tên. Em xin chào chị Lý Nguyễn. Em chào chị Bạn Phạm xinh đẹp. Mất Thúy, Đỗ Văn Pháo em chào anh. Hà Nguyễn, quản trị viên. Lai Trinh xin chào ca sĩ. Nay chị hot đi. Tô Thanh Hải xin chào. Hôm nay mình phải xin nghỉ một chút. Xin chào cháu Dương Anh. Cảm ơn cháu rất rất nhiều. Mà trong cháu Dương Anh cho cô Hồng Lái xin một tấm hình nhé, để cô đưa cùng bên mới lại vào video của câu lạc bộ nhé, để làm sao để tạo sự đoàn kết trong câu lạc bộ và theo cái sở thích của sở trường, và cũng là cái ý muốn của cháu. Và chị Mẫn Phạm là làm sao giữ cho câu lạc bộ ngày càng bền vững, phát triển không ngừng và lan tỏa rất là xa. Vâng. Mình xin gửi tới cả nhà yêu một vài bài văn. Mùa trăng nhớ bác. Trăng nhòm cửa sổ bao nhiêu đêm đêm.
đời. Chẳng hãy theo đi và cũng xin thưa với cả nhà yêu một điều như thế này. Mình cũng rất là buồn và cũng rất là chăn trở, bởi vì là cái khí thế hừng hực của cái việc sinh nhật câu lạc bộ đã gần đến nơi thì dịch Covid lại lấn tới. Chính vì vậy mà cái việc sinh nhật câu lạc bộ vào ngày 25 tháng 5 này thì ban quản trị đã thống nhất là xin hoãn lại. Rất cảm ơn các nhà hảo tâm và các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ đã có tinh thần rất là tích cực trong việc trở về Vũ Thư Thái Bình để sinh nhật câu lạc bộ tròn 5 tuổi. Nhưng mà vì cái lý do là Covid cho nên là ban quản trị sẽ thống nhất là xin hoãn lại. Khi nào Covid xua tan được Covid hoặc là nhà nước cho phép được tập trung 50-30 người thì đó, cái lúc đó thì ban quản trị sẽ thống nhất là sẽ sinh nhật câu lạc bộ mặc dù là có lùi lại 1, 2 hoặc 3 tháng thì cũng là trong cái năm nay thôi. Có vẻ bạn Hồng Lái đã nhận được một số tiền khoảng gần 10 triệu của các nhà hảo tâm và của các thành viên đã gửi về tài khoản của Hồng Lái để chuẩn bị cho cái cuộc sinh nhật 25 tháng 5 tới này. Thì rõ ràng mà bây giờ không sinh nhật được nữa thì Hồng Lái cũng sẽ giữ lại cái số tiền đó để đến khi nào mà nhà nước cho phép thì câu lạc bộ sẽ lại tổ chức sinh nhật và chúng ta sẽ lại về được gặp mặt nhau hoan hỉ.
có vẻ không ạ? Vâng, thì mong cả nhà cũng hết sức thông cảm và cũng cố gắng làm sao hướng tới cái ngày sinh nhật đó, mặc dù có chậm lại 1, 2 hoặc 3 tháng. Mà nếu mà còn dài hơn nữa thì có lẽ là cũng phải dừng lại đến năm sau chúng ta sinh nhật vào năm sau một thể. Hoặc có khả năng là Hồng Lái xin phép cả nhà có thể là mình tổ chức vào ngày 2 tháng 9 có được không ạ? Đấy, đúng là những cái ngày lễ lớn của đất nước thì mình cũng tổ chức vào đấy, bởi vì mọi người được nghỉ ngơi. Dễ và được nghỉ thì mình về mình tổ chức vào những cái ngày đó, thì nếu mà được thì cả nhà yêu cũng cho Hồng Lái biết ý kiến ạ. Mà không thì mình sẽ để lại đến sang năm. Cho tẹt ra. Vâng, nếu mà anh em mình mà được gặp nhau thì đúng là tẹt ra thật đấy ạ. Vâng, và Hồng Lái cũng đã có nhiều cái dự định rất là hay. Và cũng phông màn thì cũng đã làm logo là đâu vào đấy rồi. Thế nhưng mà bởi vì là cái dọc Covid này cho nên là chúng mình là phải dừng lại thôi. Và Hồng Lái sẽ nhờ một ca sĩ và cũng là một tác giả của video, thì nhờ anh sẽ làm cho một cái video. Thì Hồng Lái sẽ hát một số bài hát lồng tiếng vào đó, và làm một cái video thể hiện được gần 100 gương mặt của các ca sĩ cũng như các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ đã trở về đây ít nhất là một lần. Các ca sĩ lên sóng ít nhất là một lần, Hồng Lái cũng đưa lên video để làm sao để tạo lại cái sự đoàn kết của câu lạc bộ. Vâng, Hồng Lái đã nói rồi, mặc dù các anh các chị có niềm đam mê nhưng mà bởi vì một lý do nào đó mà xa rời câu lạc bộ một thời gian, rồi các anh các chị các cháu các em lại quay lại, thì câu lạc bộ cũng vẫn dang rộng vòng tay để chào đón các ca sĩ trở về hàng đêm đam mê ca hát, thỏa mãn cho cái niềm đam mê của mình và cũng mang lại những cái niềm vui cho cả nhà yêu khi mỗi một buổi tối đến. Rất mong cái điều đó ạ. Và trong cái 100 cái ảnh ấy thì Hồng Lái cũng mạo muội là xin phép là cũng thôi thì cũng lấy ở những cái hình đại diện của các anh các chị thôi ạ. Có những cái thì được, nếu mà với các anh các chị mà nó không được ấy thì cũng hết sức thông cảm ạ. Vâng, thì Hồng Lái sẽ nhờ người để làm một cái video Hồng Lái sẽ đăng lên trên trang nhất của câu lạc bộ. Và tất cả những ai có hình ảnh trong đó thì mong mọi người hãy lưu lại về điện thoại của mình để làm kỷ niệm. Đó cũng là cái sinh nhật tinh thần của câu lạc bộ tròn 5 tuổi. Và cũng là điều mà Hồng Lái rất là trăn trở từ hôm lâu đến giờ. Thôi thì cũng làm một cái video như thế để cho mọi người biết được rằng đấy là cái ngày sinh nhật của câu lạc bộ tròn 5 tuổi. Và cũng biết được rằng những ai đã đi qua một lần vào câu lạc bộ và những ai sẽ mãi mãi trong câu lạc bộ. Vâng, và những ai đi qua một lần thì cũng mong mọi người là nên quay lại nhiều lần đi ạ. Câu lạc bộ sẽ giang tay đón chào tất cả mọi người yêu trở về để cùng nhau đam mê niềm cháy bỏng. Hồng Cậy xin chào em xinh đẹp nhé. Vâng, thì cũng mong cả nhà là hết sức thông cảm và như thế nhé. Thì Hồng Lái cũng muốn như thế để tất cả mọi người làm quen nhau trong cái video đó. Hồng Lái thì nhận mặt được gần 100 gương mặt của câu lạc bộ và gần thuộc hết tên của những ca sĩ, những thành viên đã vào cổ vũ cho câu lạc bộ. Thế và mong mọi người tất cả ai ai cũng đều được Nguyễn Ngọc xin chào nhé. Ai ai cũng Thái Thuận xin chào, cũng biết được rằng câu lạc bộ mình đã từng có những giọng ca, có những gương mặt đó lên trên sân khấu hàng đêm. Và mong mọi người hãy quay trở lại câu lạc bộ mình thật nhiều, cũng như là Hồng Lái đã nói gần 100 ca sĩ đã lên
ít nhất là một lần trong câu lạc bộ của mình. Và mong mọi người hãy quay lại để câu lạc bộ đón nhận và hàng đêm lên sóng hát cho nhau nghe để thỏa niềm đam mê cháy bỏng, cũng giữ lại những cái nét tinh hoa của nghệ thuật chèo nói riêng và các thể loại hát dân ca, hát mới nói chung, để làm sao đưa cái câu lạc bộ của mình ngày càng lớn mạnh và lan xa, lan tỏa xa, rất xa xa. Vâng. Vương Trần, em xin chào Vương Trần nha. Vương Trần là có một cái công việc rất là nặng nề đấy ạ. Vâng, chính ca sĩ Vương Trần là quê gốc là Hải Phòng. Và Hồng Lái sẽ nhờ bạn là mấy hôm nữa là Hồng Lái nghỉ thì sẽ thu thanh một số cái bài hát và sẽ nhờ anh Vương Trần, cũng là một ca sĩ hát chèo rất hay, quê gốc ở Hải Phòng, và anh sẽ làm cho một cái video để sinh nhật câu lạc bộ và cũng là làm kỷ niệm cho tất cả gần 100 gương mặt xinh đẹp của câu lạc bộ trai tài gái sắc để mọi người giữ làm kỷ niệm, lưu lại và điện thoại của mình. Tất cả các gương mặt của các anh các chị hiện lên đây cũng là ở trong video đó. Vâng, xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Và cũng mong mà khi mà dịch Covid qua rồi mà câu lạc bộ tổ chức sinh nhật thì rất mong các anh các chị dù ở xa, cả chị Bận Phạm, cả anh ở nhóm Cờ Rông Ba, thế rồi Tây Nguyên, Đắk Lắk đều trở về để chúng ta cùng tay bắt mặt mừng để vui với nhau, cho nó được đoàn kết này, đầm ấm này, và mãi bên nhau. Vâng, xin cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Thế và cũng để chấn an lại cả nhà yêu, một số người như là ở trong bên ở nhóm của Xuân Vượng, là bây giờ ở cái khu đấy là người ta đã như vậy là phong tỏa rồi, cho nên là rất là nguy hiểm. Và mọi người cũng không thể vào cùng nhau để hát cùng với nhóm như lần trước được, mà chỉ hát từng người một thôi. Thế mà Hồng Lái cũng đang lo là đến sinh nhật này mà Nguyễn Hiền thì lại bảo là sinh nhật tối sinh nhật thì 25 tháng 5 thì chị sẽ mời một số người lên để chúc mừng câu lạc bộ. Nhưng mà Hồng Lái sẽ tính toán lại, và nếu mà nhờ được nhóm Cờ Rông Ba ở trong đấy mà dịch Covid nó không nghiêm trọng lắm thì xin mời nhóm Cờ Rông Ba sẽ lên để chúc mừng sinh nhật vào ngày 25 tháng 5 tới. Bởi vì một mình Hồng Lái thì nó đơn sơ quá, và Hồng Lái thì đã làm video để cũng là chúc mừng câu lạc bộ rồi, thì cũng mong nhóm Cờ Rông Ba là cũng chuẩn bị tinh thần 25 tháng 5 tới. Sẽ vào ngày 19 tháng 5 này thì cũng nhóm đấy để lên để hát chào mừng ngày 19 tháng 5. Thế nhưng mà đến ngày 25 tháng 5 thì cũng Nguyễn Hiền cũng làm sao sắp xếp cho nhóm Cờ Rông Ba lên để chúc mừng câu lạc bộ để cho nó được đông đảo một chút cho nó vui. Mong cả nhà đồng tình với Hồng Lái nhé. Thế và cũng để chấn an cho mọi người về cái việc Covid ấy, thì mình cũng không nên là lo nghĩ lắm, bởi vì là sao ạ? Bởi vì mình là chính tự mình đã bảo vệ được mình, phải thực hiện 5K, thế và không tụ tập đông người để hát hò, chỉ cần một người hát để cho mọi người nghe là được rồi ạ, mọi người ngồi nghe một người hát là được rồi ạ, không cần phải nhiều người. Như thế là mình đã góp phần vào việc chống dịch Covid rồi. Vâng, và mình xin gửi tới cả nhà một bài hát chung tay đẩy lùi dịch Covid. Nhân dân cả nước ta hãy bình tâm, cùng nhau chống dịch bất kể xa gần, cùng nhau bình tĩnh, cùng cố tinh thần chống dịch chống giặc ta càng quyết tâm. Đảng và nhà nước cùng với toàn dân
toàn quân vào trận, thắng lợi muôn phần. Chung sức ý, chung ý lòng ý, nhân dân ta cả nước mình nghỉ năm. Chung sức ý, chung ý lòng, trên khắp non sông ý đồng ý đất nhất trí. Cô biết sợ gì ta sẽ đập tan, mong mọi người xin mạo muội hát một bài hát mới nhé. Mọi người cố gắng nghe nhé. Nếu mà không hay thì cũng bỏ qua cho mình. Nhưng mà mình cũng xin đổi gió một chút. Mình xin hát bài Thăm Bến Nhà Rồng. Oh.
Mình lại mạo muội mình xin hát một bài nữa. Mình lại bắt cả nhà yêu như vậy là lại phải nghe những cái dòng nhạc của khi là cả nhà không thích đâu ạ. Thế nhưng mà tôi thì mà biến chứng mong cả nhà cũng cố gắng hát lại để nghe nhé. Hôm nay trung tâm
Mình xin hát thử một bài này xem. Trăm quê
con thế phải đi xa, tình bác đời chiếu sáng trăm quê. Tổ quốc ôm thế kỷ ai vui, thần tốc bay lên tháng mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất thiên vàng Hồ Chí Minh. Vâng, mình mong mọi người hát một bài về bác, về cải lương đấy, nhưng mà mình cũng chưa hát được nhiều, được đúng điệu lắm ạ. Về nhà hết sức thông cảm nhé. Và cũng gần hết giờ rồi, hôm nay xin mình xin hát một bài hát. Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông, chiếc nón quai thao xôn xao câu quan họ, đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé, con đó bồng bềnh nhớ nhau em hỏi có mình ngon. Người ơi chắc dần hồi quê và nào. Người ơi câu hát trao duyên rồi quan họ về, em sao im đào anh nhận để làm tin, em trao nón ba tấn mặt trời mướn nào. Là người ơi câu hát thương nhau, người ơi xin đừng về, chúc sinh em sinh em đứng bên mình thì em càng sinh. Bây giờ thì đã quá lứa rồi thì chắc là cũng không thể sinh nữa, đứng một mình không thể sinh đâu ạ. Vâng. Xin cảm ơn 15 tình yêu đang đồng hành cùng với lại Hồng Thái. Dù còn một hai tình yêu, Hồng Thái vẫn cứ đam mê, vẫn cứ hát. Dương Anh, Tống Chuốt xin chào. Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông, chiếc nón quai thao xôn xao câu quan họ, đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé, con đó bồng bềnh nhớ nhau em hỏi câu mình ngon. Người ơi
mắt ai lướt đầm đầm vạt áo. Người ơi, câu hát trao duyên rồi quan họ về, chúc sinh em chờ xin hẹn để hồi sau. Em xin em đứng bên đình mà em càng xinh. Em xin em đứng bên đình mà em càng xinh. Hân Kỳ Tiến, Tô Thanh Hà, Đống Chuốt. Tuyệt vời, không tuyệt vời lắm đâu em. Nguyễn Khắc Lánh, em chào anh. Dương Anh, chào cháu. Cô thì cô thiên về hát dèo. Oanh Nguyễn, xin chào. Hoàng Hải, xin chào. Tống Chuốt, thiên về hát chèo, thế nhưng mà đôi khi thì cũng muốn vượt rào một chút. Trần Nga, chào em nhé. Trần Thị Nga. Xuân Vượng, hát cũng một vài cái bài khác đi để cho mọi người mọi người kiểm duyệt. Và sau dần dần thì cũng hát thêm một vài cái làn điệu khác nữa, chứ không thiên về chèo. Phan Thị Tiến, để xem nó ra làm sao. Vâng. Chứ mọi người hát được đủ các thể loại mà Hồng Lái không hát được thì Hồng Lái cũng rất là buồn. Cứ kém mọi người một chút là không được đâu ạ. Vâng, em chào chị Mận Phạm nhé. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ nghỉ rồi các bạn ạ. Mọi người còn có muốn nghe Hồng Lái hát nữa không? Hay là nghỉ thôi? Bây giờ là đã 9 giờ rồi. Tô Thanh Hải, Xuân Vượng. Cái nhóm của Xuân Vượng thì cũng xin thưa với cả nhà là nhóm của Xuân Vượng thì cũng là 7-8 anh chị em. Thì cũng rất là hào hứng về cơ để về sinh nhật câu lạc bộ đấy ạ. Thế nhưng mà vì Covid cho nên là lại phải dừng lại hết. Rất là buồn. Vâng, thôi thì cũng là cái tình trạng chung của cả nước, cho nên là tôi mọi người cũng hết sức thông cảm. Và khi mà nhà nước cho phép thì câu lạc bộ sẽ lại tổ chức sinh nhật và mong tất cả mọi người yêu hãy trở về để cùng nhau sinh nhật câu lạc bộ ạ. Ca sĩ tổng hợp, gọi là ca sĩ tổng hợp ạ. Vâng. Hằng Phạm hát nữa đi chị, hát chèo đi, hát chèo. Bây giờ mình xin hát một bài chèo nữa nhé. Mình vừa hát một bài chèo gửi về gửi người yêu chèo, tất cả mọi người yêu chèo nhà gửi mọi người nha. Đến ngày trong lòng
khó nghe quá. Câu dân đi ca tiếng nhạc bừng bừng lên đi, nghe đi lời em hát, em hát rất say chèo quên đi bao câu hối ca. Những đi từ ta tiễn ta thấy ca từ mong cả nhà yêu là hết sức là lưu ý khi mà mình đăng cái video đó lên, và cũng chưa biết là thế nào ạ, cũng còn đang nhờ người làm video đây nhưng mà không biết là thế nào, kết quả ra làm sao thì lúc đó thì Hồng Lái mới đăng lên. Và cũng nói trước thì không biết là nói trước từ bước bước có qua không ạ, nhưng mà thôi Hồng Lái cũng cứ bộc bạch một điều như thế. Hồng Lái sẽ đăng lên để cho mọi người nhìn được thấy những cái gương mặt của mình trong câu lạc bộ thân quen, để làm quen với tất cả gần 100 tình yêu trong câu lạc bộ này đã một lần, ít nhất là một lần lên sóng. Vâng, xin cảm ơn cả nhà yêu rất rất nhiều. Phan Thị Tiến, ảnh Phan Thị Tiến tuyệt vời. Mình sẽ lấy cái ảnh đại diện đó để mình đưa vào video ạ.
Vâng, Ngọc Phúc, hai bà chồng Ngọc Phúc, vâng, Lai Trinh, Mân Phạm. Em có hai cái ảnh của mình, chị Mân Phạm tuyệt vời nhé, Tô Tinh Hải. Rất là đẹp, và em cũng sẽ đưa lên để cho mọi người được chiêm ngưỡng ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà yêu anh Nguyễn. Ngô Ngọc Phúc, xin chào. Tô Thanh Hải, vâng, xin cảm ơn cả nhà yêu rất rất nhiều. Lai Trinh, chúc cả nhà yêu. Tống Chuốt, vâng, chúc cả nhà yêu một buổi tối vui vẻ, khắc lánh. Trần Văn Hy, ngủ ngon, mộng đẹp. Và lại Vũ Thị Hảo, hàng Phạm, vâng, ngủ ngon, mộng đẹp. Sáng hôm sau có đầy năng lực để vào ngày mới, bước vào ngày mới. Và tối mai lại tiếp tục hành trình cùng ca sĩ trong câu lạc bộ nghệ thuật chèo Niềm Đam Mê Cháy Bỏng Mãi Mãi Bền Vững Vươn Xa Và Lan Tỏa. Xin cảm ơn rất rất nhiều.